Một cái mẹo tự nhiên để mà làm sạch mùi tủ lạnh của bạn mà không cần tốn một cuộn giấy vệ sinh như thế này nha. Đầu tiên đó là mỗi khi mà sử dụng chanh á, thì đừng có vứt vỏ đi mà hãy giữ lại. Sau đó mình cắt chúng thành những cái miếng nhỏ như thế này, rồi cho nó vào trong một cái chén hay là một cái hũ như thế này đây. Và nhớ là đừng có đậy nắp nha. Sau đó thì đặt cái hũ này vào trong tủ lạnh của bạn. Bây giờ thì những cái vỏ chanh này nó như là cái chất khử mùi tự nhiên, và chúng sẽ hấp thụ bất cứ cái mùi hôi khó chịu nào ở trong tủ lạnh của mình. Hãy để qua đêm. Bây giờ khi quay lại, bạn mở tủ lạnh ra và sẽ rất ngạc nhiên. Hũ vỏ chanh này nó hoạt động như là một phép màu vậy. Kể từ lúc mà biết cái mẹo này thì Ân không bao giờ vứt đi cái vỏ chanh, mà luôn để dành nó cho tủ lạnh của mình. Các bạn hãy làm thử và cho Ân biết kết quả phần comment nha.